Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Lời đầu tiên thì cho DVH là gửi tới lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất tới toàn thể quý vị khán giả quý. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH cũng xin phép là giới thiệu ngắn gọn thôi. Là đã rất lâu rồi DVH là đang không nhập được cái sản phẩm là bát Nelby Cool 125. Sản phẩm dòng sản phẩm chuyên đánh loa súp các bác nhá. Thì hôm nay thì bên em mới nhập được về có độ 7 đôi thì dạo vừa, nó sập vào đây. Dạo vừa rồi thì có rất nhiều bác, thầm thương trộm nhớ cái bát này. Nhưng mà tuy nhiên là do vấn đề bệnh dịch Corona thành ra là không nhập được hàng các bác nhá, không nhập được hàng, thành ra là hàng hóa rất là khan hiếm, loại là chuyên đánh súp này. Đập rất là phê luôn, con này đánh súp nhá, gân to, màng cứng, núm to. Con này là Nelby, các bác nhìn cái cổ côn của nó là côn 125. Thì ở cái clip ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu rất là ngắn gọn. Tức là em cũng không phải là chào hàng hay là khoe hàng gì ngày hôm nay nữa, mà là báo cáo, làm cái clip để báo cáo cho các bác là các bác đang quan tâm với dòng sản phẩm này, thì cho các bác biết là hôm nay là hàng nó đã về, nó đã có được khoảng một vài đôi thôi. Tất nhiên là bây giờ thì hàng hóa nó khó khăn lắm, nó không thể nào mà nó dồi dào như cái dạo trước Tết được. Tại vì bây giờ biên nó cũng rất là nhỏ giọt, hàng hóa về nó chậm chạp, nó về nó từng ít một, không có hàng để cung cấp cho các bác. Thì các bác nào mà đợt vừa rồi, cái đợt sau Tết vừa rồi thì có gọi điện cho em và muốn lấy cái đôi này thì các bác chủ động gọi điện lại cho em nhé. Các bác chủ động gọi điện lại cho em để được tư vấn và đặt hàng nhé. Đấy, và em sẽ lên đơn cho các bác. Đấy, hôm nay chỉ làm clip nó ngắn gọn vậy thôi, chứ cũng không phải là khoe hàng hay gì tầm này nữa rồi. Có khoảng độ 7 đôi, có 7 đôi các bác nhá. Có 7 đôi bát này thì các bác nào mà giáp xung đơn hay là giáp xung kép hay là mua lẻ cũng được, thì cứ alo trực tiếp cho em thì em sẽ lên đơn và em sẽ ship hàng cho các bác, hoặc các bác mà đến trực tiếp cửa hàng giáp luôn tại cửa hàng cũng được. Cái này thì chủ yếu là em hay làm giáp vào những con súp kép. Súp kép thì oánh cái này thì rất là ok. Con này thì đập thì bao phê, bao sung sướng luôn các bác nhá. Nelby Cool 125 các bác nhìn này. Các bác nhìn này, từ neo mà nhìn cái củ từ nó to như vậy cơ mà. Cool 125 nhá, cool nó to tướng nằm ở trong này. Đây các bác xem qua cái cổ cool của nó này. Đây nhìn này, nhìn cổ cool mà xem. Các bác nhìn cổ cool mà xem to đại tướng chưa. Cool của nó cool 125 cơ ạ. Cool 125 nhá, không phải là cái loại côn 100 bình thường. Côn 100 bình thường thì chắc chắn là quá thông dụng rồi. Và con này thì nó là côn 125 các bác. Côn 125 nhá, đúng to. Đúng to này, sờ rất là sướng. Đây, 350. Nelby côn 125. Ok nhá, clip này thì em chỉ làm ngắn gọn như vậy thôi để thông báo cho các bác biết là đang có 7 đôi này. Thì các bác nào mà đặt hàng hoặc là trước đấy đã dặn em rồi thì em không thể nào em nhớ hết được. Thì các bác vui lòng chủ động là alo lại trực tiếp cho em để được lên đơn và ship hàng các bác nhá. Ok, clip ngắn gọn vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị khán giả quý trong những clip sau.